chị đã phun sát cũng là quá ngon rồi nha. Đấy, thấy không? Cái xương cá nướng lên thơm không? Vâng. Đây cho cái bát. Để ta trồng bát vào đây. Bao nhiêu bát để mình cần để trồng cái nồi nhá. Vâng. Quên là cái bát. Đây không, khi nào em cần thôi rồi. Em đổi tay, em cho ra đây nói chuyện. Không đổi tay rồi em làm nhiều nó bị cuống ngay. Rồi. Còn em chờ đến rau cần. Nếu rau cải ngọt nhá thì em cũng luộc rau cải lên, vâng. Sau em trộn rửa qua nước lạnh, nó mới xanh. Vâng. Khi nào ăn vẫn phải trần qua lại. Cải cần tái cải nhừ mà, vâng. Cải em trần xong là chín được. Sau lại phải cho vào nước lạnh để cho nó. Ôi trời ơi, em chưa chấp cá. Không, em phải rau cần chấp cá chấp rau. Bạn ơi, tắt bếp đi nào. Tay em phải chuyển sang đây cho thuận nhá. Dạ. Con này mà làm thì chắc chắn là nó sẽ... Dựa vào trên, để đầy ủ lại, đừng có xếp xung quanh. Nhìn nó ít. Rồi, 4-5 miếng thôi. 4 miếng thôi. Đấy, rồi cho tí rau lên. Tầm một cá nhỉ? Không, kia. Rồi còn cái hành kia. Ít thôi. Rồi xong rồi chan nước thì bao giờ cái môi to không vừa rửa đâu. Chan nước. Bây giờ em phải có một miếng cà chua dứa, hai con miếng dứa vào. Ăn nó chua. Em có cái môi thật to hay môi chuyên dùng. Vâng. Rồi chỉ cần múc hai môi là đầy. Em cho một chút gia vị chưa? Chưa cho gì. À, phải cho trước, cho lúc chưa đến. Bao giờ thì... Đấy. Bao giờ khi ăn thì các bạn cho một chút thêm đúng không? Như kiểu các em làm hai bát. Đấy. Xong rồi. Thôi bún cá làm thế thôi nha. Cô chỉ hai bát thôi. Ăn đã xong rồi lại ra làm cái bát cuốn. Ăn em ơi. Vâng. Sao lại dù bác con ăn hả? Lấy bác con ăn hơi nhỏ. Lấy bác con. Thôi bà đang nói bà ăn nên thật chưa? Ôi trời ơi,